Bây giờ chúng ta lại xem cái bài thứ hai. Bài này thì có hai cái ảnh gốc chính là cái ảnh giáp châu ở trên cái bờ cỏ này. Nước ở đây thì nó xám xám vàng vàng thế này. Thế còn một cái bức ảnh thứ hai là có một cái mặt nước nó tương đối xanh như thế này. Ở trong cái bài này thì chúng ta thấy là nước đã được ép vào và có một sự nhân bản với cái con trâu này. Chúng ta sẽ xem xét là về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Trước tiên là chúng ta làm cái việc ghép nước lại nhé. Ghép nước thì các bạn có thể làm như thế này. Trước hết là các bạn nhân bản cái layer mà chứa cái nước mới này sang cái bức ảnh cũ. Thì các bạn có thể là copy rồi dán sang cũng được, hoặc không thì các bạn sẽ dùng cách này cho tôi. Chuột phải vào cái layer chứa ảnh này, sau đó thì chúng ta chọn lệnh duplicate. Bình thường thì lệnh này chúng ta vẫn có thể làm, nhưng mà thường là chúng ta chỉ làm ở trong một cái tài liệu thôi. Thế còn thực ra thì Photoshop nó chấp nhận cho chúng ta là nhân bản một layer nhưng lại được chỉ định vứt sang một cái tài liệu khác cơ. Thế thì trong trường hợp này thì tôi sẽ sổ danh sách này ra, và thay vì để ở cái begin 02 này thì tôi có thể chỉ định nó là copy nhân bản thành layer mới ở bên begin 01. Đến đây thì tôi không cần cái này nữa, đóng lại. Các bạn đã thấy rằng là cái ảnh này đã được nhân bản thành ra một cái layer mới ở trong cái tài liệu begin 01 này. Thế việc bây giờ tôi muốn là ghép cái nước này vào trong cái bức ảnh kia. Thế bây giờ thao tác của chúng ta rất là đơn giản. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Sử dụng một công cụ tạo vòng tròn bất kỳ, vẽ ra một cái vùng nó áng áng theo cái đường mép nước như thế này. Có vòng tròn rồi thì đương nhiên chúng ta có thể là tiến hành làm việc trên layer 2. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là tạo ra cái mặt nạ. Về mặt nguyên tắc thì khi đã có mặt nạ, khi mà mặt nạ được tạo, khi có vùng chọn rồi thì nó sẽ tô màu đen ra ngoài cái vùng chọn và để giữ lại màu trắng ở trong cái vùng chọn trên cái mặt nạ, và do đó thì nó sẽ giấu những cái phần mà không mong muốn đi. Tuy nhiên vào đây thì trông nó cắt ghép, trông nó rất là thô, thì chúng ta làm cái này thì không ổn, đúng không? Vậy chúng ta sẽ giải quyết lại một chút như sau. Thay vì là tạo mặt nạ ngay khi mà chúng ta có vùng chọn thì chúng ta sẽ vào select và modify, hoặc là chọn feather, hoặc là nhấn shift F6. Thế trong trường hợp này thì chúng ta sẽ gắn một cái feather nó lớn lớn một tí, 30 40 pixel gì đó, để tạo ra một cái biên mềm cho cái vùng chọn. Lúc đó thì chúng ta mới tiến hành là tạo ra cái mặt nạ. Khi mà cái biên của nó có cái vùng chọn, biên của nó mà có feather thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái sự chuyển mềm giữa cái vùng đen và vùng trắng. Cái khu vực mà feather đó sẽ chính là cái vùng mà tô dần theo cái chất xám, và xám thì nó sẽ che phủ dần hoặc hiển thị dần mờ, thì nó sẽ tạo ra một cái độ lấn mờ nó lấn vào. Nếu mà chúng ta cảm thấy là nó vẫn chưa ổn lắm, chúng ta có thể thử nghiệm lại một chút. Thay vì là để 30, tôi có thể tăng nó lên khoảng 50, 40 gì đó, nó lớn hơn một chút, để cho nó sẽ tạo ra một cái biên nó mềm hơn, nó ăn sâu vào trong cái bờ cỏ. Đấy. Trong trường hợp feather nó mềm hơn thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ lẩn vào trong bờ cỏ tốt hơn, nó sẽ thật hơn rất là nhiều. Thế thì đến đây là chúng ta đã giải quyết được xong một cái vấn đề là cái nước ghép vào. Đấy. Thế các bạn cũng nhìn thấy ở đây là nó còn có cái gì nhỉ? Bóng xuống. Đó. Bóng xuống thì thực ra đây là cái bóng vốn có của cái nước này thôi. Các bạn có biết tại sao nó lại có thể hiển thị không ạ? Tại vì chính cái phần biên mờ này này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái độ trong nhất định, và chúng ta lại vẫn nhìn thấy cái bóng đó. Còn muốn mà thấy một cái bóng thật sự mà nó rõ ràng hơn, các bạn có thể Ctrl G nhân bản cái này đưa lên trên cùng. Nếu mà đưa lên trên cùng thì nó sẽ lại làm sao đây nhỉ? Nó che hết. Nhưng thực ra tôi có thể là gọi nó ở một góc độ khác. Đó. Tôi có thể cho cái layer này nó giảm opacity nó xuống thấp thôi.
Fezzer này có vẻ hơi quá nhỉ, để xử lý lại tí nhá. Vâng, lại chúng ta bấm nhầm vào ấy rồi, bấm nhầm vào tay dương này rồi. Đây nha, phát này, tải lại vùng chọn này, select này, modify này, feather này. Rồi, đặt lại cái 50 này, lớn lên tí đi. Rồi, đến đây bật cái layer này lên, chúng ta có thể để cho nó một chút, tức là mở một chút, khoảng 10% thôi, thì ảnh layer trên layer dưới nó trùng khớp với nhau thì nó sẽ phủ nhẹ lên đây. Nếu lại thích nữa thì các bạn lại có thể là sử dụng cái lệnh xóa cái phần không cần thiết đi để cho nó ra cái bóng. Cái con trâu thì sao nhỉ? Con trâu mà làm thêm, thực ra ở đây bài này làm cũng chưa được chuẩn đâu, tại vì là bóng con trâu này không có, tất cả mọi đứa đều có bóng cả, nhưng con trâu thêm thì không có bóng. Thế là trâu này làm trâu ma rồi, chỉ có ma mới không có bóng thôi, đúng không? Thế chúng ta cách tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng pen thôi nhé. Pen vẽ ra cái này thì chúng ta lại nhắc lại một chút về cái kỹ năng sử dụng pen. Các bạn có thể là làm việc với lại cái công cụ này, vẽ path này. Đây được cái vòng bên ngoài. Đó, các bạn có thể xử lý thêm bằng cách là chọn cái chế độ subtract, các bạn vẽ tiếp một phần vào đây. Để xử lý cái phần lõm ở trong. Bây giờ chúng ta sang path và chúng ta click vào đây. Chúng ta có thể là nhân bằng. Đó. Shift A. Và Ctrl G đi. Vậy thì chúng ta có thể tạo ra cái con trâu mới ở cái vị trí này. Sau đó thì có thể là Ctrl T thu tiếp các thứ, tại vì con trâu xa thì nó sẽ bé hơn con trâu gần tí.
đấy, mình đặt nó vào vị trí, sau đó thì có thể là nhân bảng tiếp. Ctrl G tiếp đi. Đó, nhân bảng. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ xoay chiếc nó lại. Edit, Transform, Flip, Vertical. Ctrl T xoay lại để làm sao cho nó có cái hướng tương tự như là cái bài mẫu ở phía trên, đúng là kiểu xoáy bóng. À, đến đây thì chúng ta có thể giải quyết thêm một cái nữa là chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tô màu đen trắng vào đây. Bóng rõ, bóng mờ, bóng như thế nào thì là do chúng ta thôi. Làm sao để cho nó ra được cái chất bóng cần thiết. Đấy thì các bạn sẽ thấy là bằng các cái cách như thế này thì chúng ta có thể. Thực ra nếu mà chỉ có nhân bản cái con trâu ở phía trên này thôi thì cũng không nhất thiết là phải, nếu mà không phải xử lý cái bóng ấy thì thực ra chúng ta còn có rất là nhiều nhiều cách. Ví dụ như là các bạn có thể là sử dụng cái nhóm công cụ mà chúng ta đã nói hôm trước, Clone Stamp. Đó, vẽ thêm một hồi là thế nào nó cũng ra được cái con trâu này. Nếu mà chỉ nhân bản con này thôi thì rất là đơn giản đấy, nhưng mà vì là còn cái bóng ở phía dưới cho nên tốt nhất là chúng ta tạo cái bản sao của nó, thì dùng cái bản sao đó chúng ta làm bóng tiếp thì nó nhanh hơn. Còn nếu mà chỉ ở trên thôi, ok, các bạn chỉ làm một chút là xong, các bạn có thể giải quyết xong được cái phần mà bản sao con trâu này. Thế thì đấy, trong cái phần mà kỹ năng sử dụng mặt nạ rồi các thứ thì bài này thì đại loại nó là như thế. Thì các bạn cũng sẽ có cái hướng dẫn này để các bạn có thể hoàn thiện tốt hơn, chuẩn hơn cái bài đó.